Thưa quý vị, trong những năm gần đây, các loại hình kinh tế tập thể phát triển mạnh mẽ trên địa bàn Đà Nẵng, xuất hiện đa dạng ở các ngành, lĩnh vực, mang đến hiệu quả kinh tế cao và gắn bó chặt chẽ với lợi ích của người dân. Tuy nhiên, cùng quá trình đô thị hóa và phát triển của Đà Nẵng, các nguồn lực dành cho kinh tế tập thể cũng vì thế ngày càng bị bó hẹp, chưa thực sự có chuyển biến tích cực. Theo nhiều chuyên gia nhận định, kinh tế tập thể và các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác là hướng đi tất yếu và phù hợp trong quá trình phát triển của một đô thị. Không chỉ góp phần chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, đổi mới lại nội dung, phương thức sản xuất và quản lý, các mô hình này còn tạo việc làm ổn định cho rất nhiều lao động địa phương, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đơn cử như trong các đợt dịch bệnh COVID-19 trong năm 2020, tại địa bàn Đà Nẵng, trong khi các loại hình kinh tế tư nhân đều gặp khó khăn, thì các hợp tác xã vẫn duy trì được đầu ra và nguồn thu ổn định, đảm bảo đời sống cho các xã viên. Nhiều lao động cũng chuyển dịch sang các loại hình kinh tế tập thể từ sau các đợt bùng phát dịch và thiên tai. Nói chung là trong cái dịch thì mình nói chung là mình đã bị ảnh hưởng dịch là mình không có ảnh hưởng. Thực tế là không có ảnh hưởng, nhưng mà chỉ có ảnh hưởng bão vậy đó thôi. Chứ còn cái dịch thì nói chung là hàng hóa mình sản xuất ra mình tiêu thụ được hết. Bà con đặt hàng rồi mình có nhóm đi giao hàng tận nhà cho người tiêu dùng. Thì nói chung là cũng tiêu thụ hàng hóa thì cũng được có cái là cũng làm tới đâu rồi cũng tiêu thụ được hết tới đó. Hiệu quả đã rõ, song việc phát triển và nhân rộng kinh tế tập thể trên địa bàn Đà Nẵng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là khi các nguồn lực dành cho loại hình này ngày càng phân tán. Các chính sách đối với kinh tế tập thể như việc đào tạo nguồn lực, chính sách đất đai, chính sách tài chính tín dụng, hỗ trợ khoa học công nghệ, chính sách tiếp thị thông tin thị trường vẫn còn nhiều bất cập. Bản thân các hợp tác xã, tổ hợp tác cũng còn nhiều lúng túng trong mô hình tổ chức, hạn chế về trình độ năng lực nên phát triển thiếu ổn định, tốc độ tăng trưởng qua các năm còn thấp, nhiều hợp tác xã yếu kém, không đủ sức cạnh tranh. Mình cũng thể biết là hợp tác xã nông nghiệp thì nguồn vốn thì rất là ít, khả năng là quản lý cũng là kém, bởi vì cũng có thể nói là kém. Có những hợp tác xã nó rất là mạnh, tuy nhiên thì cũng nhìn chung là rất là khó vì đa số là các bác là lớn tuổi. Việc mà tiếp cận được cái yêu cầu về đất đai thì đòi hỏi theo quy định của luật đất đai. Tuy nhiên thì luật hợp tác xã ra đời năm 2012 cũng đã có những cái điều khoản nó mang tính chất là hỗ trợ cho việc phát triển của hợp tác xã. Trong đó có khoảng 2 điều 6 có quy định đó là những hợp tác xã làm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp thì sẽ được hỗ trợ về giao đất, cho thuê đất để phát triển sản xuất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của luật đất đai. Tuy nhiên thì luật đất đai ra đời năm 2013 thì cũng chưa có cụ thể hóa cái nội dung này. Vì vậy, cần phải có nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, tích cực phối hợp tham gia thực hiện các giải pháp củng cố, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, tập trung củng cố, nâng cao năng lực nội tại, huy động, khai thác tốt hơn khả năng góp vốn, góp công, góp sức của các thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã để vừa làm tốt vai trò bà đỡ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, vừa mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, thực lực kinh tế và tăng khả năng cạnh tranh theo cơ chế thị trường. Trong thời gian tới thì sở cũng sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cũng như là triển khai hỗ trợ các hợp tác xã, các tổ hợp tác, nông dân khắc phục khó khăn bằng cái nguồn kinh phí sự nghiệp của các sở ngành địa phương, kinh phí tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, theo hướng hữu cơ, an toàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã. Rồi hỗ trợ các mô hình tưới tiết kiệm, nâng cấp các cơ sở giết mổ của các hợp tác xã nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm và hỗ trợ các hợp tác xã tổ hợp tác các giấy chứng nhận Việt Gáp cho các sản phẩm như là lúa, rau, kiều, ớt, rồi xây dựng cái nhãn hiệu liên kết tiêu thụ sản phẩm, đầu tư thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ sản xuất và bảo quản chế biến nông sản. Hiện Đà Nẵng có 23 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và 274 tổ hợp tác đang hoạt động với tổng vốn điều lệ gần 300 tỷ đồng, đã tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội như tạo việc làm, thu nhập thường xuyên cho gần 20.000 lao động. Nếu thời gian tới, kinh tế tập thể được tập trung nhiều nguồn lực hơn cùng với sự đầu tư tương xứng, đây sẽ là khu vực có tỷ lệ chuyển đổi ngành nghề và lao động hiệu quả nhất trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố Đà Nẵng.